Tuấn ơi, thời tiết nắng nóng như thế này mà có bát chè dưỡng nhan mát lạnh thì còn gì bạn để mà nói món ăn vặt nào ngon mà không béo. Thêm cái là phải bổ dưỡng, đặc biệt là thanh nhiệt mà phải tốt cho nhan sắc các anh chị em. Thì Puta đặc biệt phải gọi tên chè dưỡng nhan rồi. Vì đợt này ngoài quan tâm đến cân nặng thì tôi cũng quan tâm đến sức khỏe lắm. Nên là phải tìm món không chỉ ngon mà còn phải bổ để ăn với cả giới thiệu cho cả nhà đây. Cơ mà cách nấu thì siêu đơn giản. Ngâm tuyết yến, nhựa đào, bồ mễ y như tờ hướng dẫn của trong set chè rồi. Sau đấy là cho tất cả các em topping còn lại gặp nhau trong nồi, chờ nguội rồi bỏ vào tủ lạnh là ăn dần được mấy ngày rồi. Để mà nói về chất lượng chè thì nhìn ngay thành phần trong set chè nhà Puta Food là biết ngay. Ù là trời, set chè sai đại nấu được tầm hơn 30 bát, gồm táo đỏ, tuyết yến, kỳ tử, có cả đông trùng hạ thảo, hạt sen, vân vân, 14 nguyên liệu liền cơ mà. Theo đông y, táo đỏ giúp hỗ trợ điều trị mất ngủ, bổ sung vitamin, giúp đẹp da, đẹp tóc này. Mà sang đến tuyết yến thì hỗ trợ tiêu hóa, thanh nhiệt, giải độc. Mà 12 thành phần còn lại trong đông y cũng là các nguyên liệu quá là quen thuộc rồi. Thế mà kết hợp lại nó lại ra cái món vạn người mê, thế mới lạ chứ lị. Cơ mà đi ăn ngoài hàng thì béo cũng phải 20 canh một bát, thế mà xét hơn 30 bát mà mỗi bát đầy ú topping như thế này mà giá chỉ có hơn 1xx thôi chứ. Mà nhân dịp ra mắt, Puta Food còn chơi chương trình sale cực sốc để tri ân cho mọi người hay xem ở kênh của Puta ấy, với giá còn 99 canh cho 100 anh chị đầu tiên nha. Tính ra là còn chưa đến 3 canh cho một bát ý, qua là ngon. Thế nên là cả nhà phải nhanh tay bấm vào sổ hàng góc trái màn hình để múc liền nha. Cơ mà ngoài chè dưỡng nhan thì Puta Food còn có thêm cả chè bưởi đó. Cứ một set như này là đầy đủ nguyên liệu với cả hướng dẫn nấu từ A đến Z luôn. Mà đây là nhà có 5-6 người nên là Puta mới chỉ nấu 1/3 gói thôi. Còn cả một gói là phải 40 đến 45 bát. Cả gia đình họ hàng ăn vẫn rất là đều huề.